Top những cuốn sách tản văn hay nhất của tác giả Trung Quốc 1. Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm. Năm tháng trầm chậm, chậm phiêu giạt, phương xa còn mờ xa tít tắp, hiện tại chẳng liên quan đến ai khác, chỉ cảm ơn tôi đã dũng cảm. Trải qua tất thảy những tháng ngày khó khăn của tuổi trẻ chúng ta rồi cũng sẽ trở nên thật kiên cường trước những thử thách tưởng chừng là không thể vượt qua. Đến cuối cùng cũng sẽ chỉ có bản thân là đáng tin nhất. Mời bạn đọc cùng lắng nghe những lời tâm sự. Chia sẻ của Trương Hạo Thần qua cuốn sách Cảm ơn Tôi Đã Đủ Dũng Cảm, cuốn sách Cảm ơn Tôi Đã Đủ Dũng Cảm gồm những câu chuyện về tình yêu, tình bạn, gia đình. Được Trương Hạo Thần cảm nhận một cách rất sâu sắc, cuốn sách còn bao gồm những hình ảnh đơn giản vô cùng sinh động và đặc biệt kèm với đó các câu nói cổ vũ bạn trẻ sống hết mình cho tuổi thanh xuân rực rỡ của mình. Xem thêm review sách Cảm ơn Tôi Đã Đủ Dũng Cảm, Trương Hạo Thần. 2. Dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ. Cuốn sách dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ xuất bản vào năm 2014, sau đó tạo nên một làn sóng mạnh mẽ đó là hơn một triệu bản được bán ra và nhanh chóng trở thành sách gối đầu giường của người trẻ Trung Quốc. Đến năm 2017 được chuyển thể thành phim, Giám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ được chia làm bốn phần rõ ràng, đó là cuộc sống, tình bạn, ước mơ, tình yêu. Những lời chia sẻ chân thật được rút ra từ trải nghiệm của chính anh khiến bạn trẻ cũng có thể thấy được bản thân trên những trang sách. Cuốn sách truyền động lực để bạn trẻ sống hết mình với ước mơ. 3. Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi, giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi. Tổng hợp những trải nghiệm của bản thân về cuộc sống, các mối quan hệ, công việc của tác giả. Nó không chỉ đem đến những năng lượng tích cực mà còn là bài học về sự trưởng thành để mỗi chúng ta đều có thể thay đổi chính mình, nỗ lực phấn đấu khẳng định giá trị của bản thân. Xuất phát điểm ở đâu không quan trọng, quan trọng là sau khi rời vạch xuất phát bạn có thể đi được đến đâu. 4. 999 lá thư gửi cho chính mình 999 lá thư gửi cho chính mình chính là cuốn sách tiếp thêm động lực hoàn thành ước mơ đang dang dở của các bạn trẻ. Những trích dẫn ấn tượng cùng với đó là bài học quý giá sẽ đem đến cho bạn đọc cái nhìn tích cực về thế giới này. Là một cuốn sách self-help nhưng 999 lá thư gửi cho chính mình lại mang màu sắc riêng biệt. Không chỉ là những dòng tâm sự của riêng tác giả gửi gắm vào những bức thư mà ở đó mỗi chúng ta đều có thể tìm thấy chính mình. Có thể nói lá thư là lời cổ vũ dành cho bản thân trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Xem thêm review sách 999 lá thư gửi cho chính mình, Miêu công tử. 5. Trời sinh vụng về, hãy bù đắp bằng sự kiên trì. Cuộc sống này vốn dĩ đã không công bằng, thứ chúng ta nỗ lực hết mình để đạt được chưa chắc sẽ đạt được thế nhưng với một số người họ chỉ cần bước đi nhẹ nhàng thôi cũng đã thành công rồi. Khoảng cách để thành công của mỗi người là không giống nhau chính vì thế mà khi chúng ta đã vụng về và chậm chạp hơn người khác thì chắc chắn bạn phải nỗ lực hơn mọi người rất nhiều. Hãy để lưu tư hạo truyền động lực cho bạn làm điều này một cách tốt hơn qua cuốn sách Trời Sinh Vụng Về, hãy bù đắp bằng sự kiên trì cuốn sách Trời Sinh Vụng Về. Hãy bù đắp bằng sự kiên trì xuất bản lần đầu vào tháng 7 năm 2015 và đã liên tục lọt top những cuốn sách bán chạy. Cuốn sách truyền cảm hứng đến những bạn trẻ vẫn đang miệt mài trên con đường theo đuổi ước mơ của chính mình, ngoài ra còn là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm gia đình và rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Bằng ngôn ngữ gần gũi và những trải nghiệm vô cùng phong phú, Lưu Tư Hạo dễ dàng chinh phục bạn đọc bằng những giá trị thực tế mà cuốn sách đem đến. Xem thêm, review sách trời sinh vụng về, hãy bù đắp bằng sự kiên trì, Lưu Tư Hạo. 6. Đừng ngồi chờ chết trong gió bão. Bạn đã từng bị dòng đời xô đẩy chưa? Nếu có thì không cần thiết phải cảm ơn nỗi đau đó, nhưng hãy dũng cảm đối mặt. Bởi vì ngoài điều đó, bạn không có sự lựa chọn nào khác. Và xin hãy tin tưởng rằng, có rất nhiều người trên thế giới này bất hạnh như bạn. Họ cũng đang lặng lẽ học cách để vượt qua. Đừng ngồi chờ chết trong gió bão là một tác phẩm rất thành công của Giang Minh, cuốn sách thu hút được rất nhiều độc giả bởi nó lột tả được chân tướng của cuộc sống. Với phong văn hài hước, sắc sảo, cuốn sách hứa hẹn sẽ đem đến những cảm xúc mới lạ cho bạn đọc. 7. Đợi đi, vết thương nào rồi cũng lành. Có những vết thương hằn sâu khó nói nên lời. Những khó khăn mà chỉ khi đi qua chúng ta mới cảm thấy biết ơn những đoạn ký ức tuy không hề vui vẻ ấy nhưng lại mang lại cho bản thân những bài học thật sâu sắc. Mời bạn đọc cùng lắng nghe những tâm sự của Lưu Tư Hạo qua cuốn sách Đợi đi. Vết thương nào rồi cũng lành đợi đi. Vết thương nào rồi cũng lành là cuốn sách dành cho bất kỳ bạn trẻ nào đang ngày đêm nỗ lực vì ước mơ hay bị vướng mắc vào những câu chuyện tình yêu, nỗi cô đơn mà bất kỳ ai cũng phải trải qua trong đời. Những dòng tâm sự của Lư Tư Hạo sẽ đem đến cho bạn đọc sự an ủi và động lực để sống với ước mơ của chính mình, sống dũng cảm, sống là chính mình để không phải hoài phí tuổi trẻ tươi đẹp này. Với phong văn nhẹ nhàng cùng những trải nghiệm sâu sắc, bạn đọc chắc chắn sẽ tìm thấy chính bản thân mình trên những trang sách Đợi đi, vết thương nào rồi cũng lành. Xem thêm review sách Đợi đi, vết thương nào rồi cũng lành. Trên đây là top những cuốn sách tản văn hay của tác giả Trung Quốc mà Reader đã giới thiệu đến bạn đọc hy vọng nó hữu ích trong việc lựa chọn sách của bạn